Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Các bạn thân mến, tiếp tục chia sẻ với các bạn về cái chủ đề cây mai, cũng là thay lời trả lời những các comment của các bạn gửi từ các nơi gửi về. Các bạn thì nói đa số là các bạn ngay cái thời điểm này, các bạn khi mà lúng túng, các bạn tạo cho mình một cái dáng mai, để cho sau này tết thì có cây mai đẹp. Thì các bạn thân mến, thì năm thu thì thật tình mà nói thì mình chỉ chăm sóc được thôi, cái còn mà tạo dáng thì mình chỉ biết một số cái điểm cơ bản thôi, còn vấn đề mà cao cấp á, nâng cao lên nữa thì Năm Thu không biết. Nhưng mà thôi thì mình biết gì mình chia sẻ nấy ha. Như Năm Thu cũng đã thường nói với các bạn, Năm Thu sẵn sàng biết gì Năm Thu chia sẻ nấy để các bạn cùng nhau chúng ta trải nghiệm. Các bạn thân mến, muốn tạo dáng cho mai, thì chúng ta nên tạo dáng ngay cái thời điểm đầu năm này các bạn. Bởi vì khi mà cây mai, khi mà chăm sóc cây mai cũng như là chúng ta chăm sóc nguyên một năm, và đồng thời khi mà chăm sóc thì các bạn nên căn chỉnh tàn, chứ để khi mà gần cuối năm rồi các bạn căn chỉnh tàn thì nó không có đẹp. Có những cái phôi mai thì nó có cơ bản, nó có dáng đẹp rồi, chúng ta chỉ cần nuôi lên, cũng như là đại khái như là cây mai trước mặt của các bạn nè, là cơ bản cây mai thì nó có cái dáng như vậy rồi. Bây giờ chúng ta nuôi, chúng ta chỉ con tàn cho nó đều thôi ha. Thì cái chê mai, cái người miền Nam các bạn, người miền Nam thì đa số họ chê mai rất là đơn giản. Như chê mai thì cái người miền Nam là cây mai thì chủ yếu là cây mai đem đến cây mai như giống như là một cây phong thủy đầu năm, đem đến cái may mắn cho gia đình. Thì người ta chỉ cần một cây mai là nó khỏe mạnh, chi tàn cho nó đều, bông cho nó đều là người ta chấp nhận rồi, chứ người ta không cần, không có đòi hỏi như cây mai mà nó mang kiểu này thế nọ đâu. Bởi vậy thì khi chơi trăm mai thì cũng không khó đâu, rất là đơn giản. Thì cái cách chơi của người miền Nam chơi mai thì Năm Thu thấy đa số nha, không phải là tất cả, đa số thì họ lại chọn theo cái cách chơi là cây mai tàn thông đó các bạn. Thứ nhất là tàn thông, thứ hai là dáng tự nhiên, thứ ba là tàn dù. Còn mấy cái kiểu mà dạng đổ, dạng bay, dạng siêu thì cũng ít có người thích. Bởi vì nếu mà cái cây mà cái dạng bay á, cái dáng bay các bạn, dáng bay thì nó chiếm cái không gian cho mình, trong nhà mình nó rất là lớn. Bởi cây mai nó không có thẳng lên về mà nó tạt một bên thì nó choáng diện tích khi trong nhà ta chơi, thành ra chơi là chơi cái dáng trực, cái dáng cao thon gì là rất là đẹp. Thì muốn tạo dáng cây mai này thì cũng đơn giản thôi, thì các bạn chỉ con tàn nó thôi. Cây mai này, đây là một cây mai giống của mình, được năm nay là năm mùa thứ hai. Cây mai dạo Thủ Đức, đây cây mai này cái bông nó rất là đẹp các bạn. Bây giờ là cũng có trái nào, Năm Thu không cho nó đậu trái, mình bỏ trái đi cho cây nó có sức. Thì các bạn ha, khi mà các bạn là tạo dáng cho cây á, thì các bạn bao giờ cũng vậy. Các bạn thấy cây nó phải có một cái thân chính, từ cái thân chính là các bạn, thân chính. Cây này thì nó có hai thân nó trụng vào nhau, thì nó từ nhỏ thì nó sẽ tạo dáng cây nó đều. Và khi mà các bạn hớt á, các bạn cắt thì các bạn cứ vót lần thôi, vót lần từ nhỏ nhỏ dần dần lên đây nè các bạn, thấy không, mình cứ tỉa nhỏ thôi. Ở trên ngọn thì các bạn cứ túm dần 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 lại, ở dưới nó le nó rộng, ở trên nó cứ vuốt nhọn từ nè, nó vuốt nhọn dần dần lên, vậy là xong thôi, chứ nó không có gì đó mà nó đòi hỏi mà khó khăn đâu các bạn. Thành ra cây chăm mai thì dáng tự nhiên mà rất là dễ. Bây giờ đến Thu cũng tỉa một số dáng cơ bản để cho các bạn thấy ha. Cái đây mình cứ tỉa nhẹ là được rồi các bạn, không cần thiết mình phải tỉa nhiều đâu. Năm Thu thấy cái dáng này, mình chọn cái dáng này, đây là cái cây này dáng là dáng thiên nhiên để cho nó xây đều bốn phía. Trường hợp có một số mà cái nhánh mai mà nó bị hõm chỗ này thì chúng ta có thể kéo nhánh ra thì mình lấy dây mình căng nó ra. Ngay từ lúc nhỏ thì từ từ sau thời gian nó cứng, bởi vì các bạn thấy nhiều lúc cái nhánh nó bố trí không có đều, có một chỗ thì nó tập trung nhiều quá, chỗ nó thưa quá, thì chúng ta dùng dây cảm chúng ta kéo nó ra chút xíu ha. Kéo, khi mình kéo căng ra, mình căng cho cây mai mình nó cân đối, nó hài hòa, cân đối hài hòa, thì sau thời gian thì cái nhánh nó cứng là chúng ta thả dây cảm ra là ok liền. Cái dây ợt các bạn ha, đó là cái hơn vậy, thấy không, đó cây mai đó. Rồi đồng thời có một số bạn thì cũng gặp vô cái trường hợp là khi mà chăm sóc ngay một thời gian thì cây mai nó bị lép đó các bạn. Cái lép có nghĩa là một bên mà nó hứng nắng nhiều thì cây mai nó phát triển tốt, còn bên mà không có nắng nó bị khuất á. Tại vì rơi vô trường hợp một số nhà phố, chúng ta ở nhà phố gặp cái trường hợp đó. Tại vì cây mai khi chúng ta để ngoài ban công thì nắng một hướng thôi, khuất bên trong thì nó thiếu nắng. Thì thành ra các bạn muốn cái cây mai của các bạn mà cái tàn nó tròn đều mà gặp cái trường hợp mà chúng ta nằm ngay cái vị trí đó, thì các bạn là lưu ý cứ mỗi một tuần các bạn xây một lần, từ hôm nay các bạn xây hướng này ha, vậy ha.
bắt đầu cái tuần hôm sau thì các bạn xây cái mai về hướng nữa, mình đổi hướng cho nó, mình phải chịu khó thôi, tại vì nhà mình nó nằm ngay cái địa điểm mà nó không có ánh nắng đầy đủ, cũng như là những cái nơi sân thượng, giống như sân thượng nhà nông thôn thì nó đầy đủ, nó đều rồi, còn nhà của các bạn nó bị khuất nắng. Nhưng mà các bạn chăm cây mai á thì bao giờ cũng vậy, cây mai là nắng ít nhất phải là 70% và cây mai nó mới có bông rìu. Thành ra nếu mà các bạn trồng mai ở trong mà nơi ánh nắng nó bị khuất á, nó bị khuất thì cây mai nói chung nó cũng phát triển được, nó cũng sống không có chết. Nhưng mà những cái chỗ nào các bạn ý coi, những cái chỗ nào mà khi mà nó bị khuất nắng đó các bạn, những cái chỗ nó ít có bông hoặc là không có bông, khi mà cây mai thì các bạn lưu ý điều đó ha. Rồi bây giờ cái mai tặng thiên nhiên thì nông thôn cũng chia sẻ là cũng đơn giản thôi, cũng không có gì nói, chuyện rất là dễ dàng. Rồi có còn có một cái nữa, có nhiều bạn lúng túng là cứ không biết nên lúc nào là bón phân hữu cơ, thì các bạn năm thu thì clip trước năm thu cũng chia sẻ rồi, cây mai của mình là nó nằm ở trong mát lâu ngày quá rồi, trong mát khi một tuần, khi 10 ngày 15 ngày thì khi mà đem ra nắng thì cây mai của các bạn nó bị thiếu nắng, nó không có quang hợp được, rễ nó rất là yếu. Thành ra các bạn đem để cây mai của các bạn ở những cái nơi mà ánh nắng bóng râm thôi, nơi bóng râm khoảng chừng 10 ngày, một tuần hoặc 2 tuần, khi cái mai các bạn phục hồi thì bắt đầu các bạn mới tiến hành thay chậu. Trong thời gian chuyển ra thì các bạn cho em nó một các bạn có thể là tưới Atunic ha, Atunic hoặc là N3M, thì thuốc nào cũng được, hay là rót cũng được. Các bạn có thể dùng những cái thuốc mà kích rễ cho mai, mà các bạn nhớ ha, năm thu chăm thì cho nó kích rễ nó chỉ có 3 liều thôi, mỗi một liều cách nhau một tuần. Khi các bạn mà kích rễ cho nó là các bạn lấy cái nước bạn phun lên lá luôn. Rồi cái phun trong ba kỳ, khi mà cây mai các bạn nó phát triển tốt rồi, ra chồi non rồi, thì lúc đó các bạn ngưng bón kích rễ ha, các bạn chuyển sang bón hữu cơ, là vị chi là từ lúc các bạn bón thuốc kích rễ cho đến các bạn là bón phân hữu cơ thì vị chi là 1 tháng. Là bởi vì 3 liều, mỗi một liều cách nhau 1 tuần là 3 tuần, cái liều cuối cùng đó bạn ngưng 1 tuần sau bắt đầu các bạn có bỏ phân hữu cơ lên, thì lúc đó cây mai nó sẽ ăn phân hữu cơ từ từ, cái lá nó sẽ dày lại, cái lá nó dày, nó xanh mới trong nhà ra. Có nhiều cây nó bị cháy lá đó các bạn, nó cháy lá là nó như vậy là do nó không có quen, tại nó ở trong mát nè, nó ở trong mát rồi bắt đầu các bạn đưa nắng đột ngột nó vậy, giống như mình thôi, các bạn ở trong mát nhiều khi các bạn ra nắng nó bị cháy nắng cháy da vậy thôi, cây mai nó cũng vậy. Rồi có một số khi mà đây là cây mai tàng thiên nhiên, cây mai tự hộp, rồi khi mà chúng ta trồng phôi thì sao, tiến hành phôi thì sao, bởi vì ngoài thị trường nó bắt đầu họ bán phôi mai để cho dành cho các bạn để chơi mai trong mấy sau Tết là họ bán phôi mai, vì giá phôi mai hình như nó nhích lên rồi, trước Tết thì rẻ, giờ là giá phôi mai bắt đầu nó nhích lên, tại nó vô có mùa nó đặc biệt. Phôi mai thì họ bán nó cũng nhiều giá lắm, năm thu cũng không thể nào mà thống kê hết được, bởi vì tùy theo cây đẹp hay cây xấu mà người ta có một cái giá khác nhau. Nhưng mà cây mai, nếu các bạn là thích chơi tàng thông, thì khi mà các phôi mai mang về các bạn trồng thì các bạn xử lý cho nó, bởi vì đây là năm thu là mô phỏng thôi. Mình chỉ mô phỏng một cái nhánh mai, bởi vì mình không có phôi mai đó các bạn. Bình thường là thí dụ như là một cái cây mai tàng thông á, là bao giờ cái thân nó cũng đứng, không phải không công mà quệ như cây này mình chỉ mô phỏng vậy thôi các bạn ha. Vậy nè, nó đứng mà nó chui lỗ vậy nè. Mà muốn cho tàng thông á, thì bao giờ vì nhánh nó bố trí rất là cân đối, bố trí từ dưới gốc lên tới trên ngọn để làm sao nó ra nhánh. Thì các bạn muốn cho nó ra nhánh á, gặp cái phôi mà nó chân chui nó như cây cột trong đình vậy đó, thì các bạn tạo nhánh cho nó. Các bạn muốn tạo nhánh á, thì các bạn dùng cái cưa ha. Các bạn cưa như thế này đây. Các bạn cưa. Đây. Đây các bạn, nông thu là gần các bạn ha. Đây. Các bạn cứ cưa một vết như thế này. Bên đây các bạn cưa ha. Cưa một cái dấu thì sau này nó sẽ mọc cái mầm dưới đây nè các bạn. Rồi bên đây các bạn tiếp tục đối xứng bên đây. Bên đây các bạn sẽ cưa một vết nữa. Một vết như thế nữa. Cưa sao mà cái vết cắt của nó vừa chạm vô cái phần gỗ nó thôi. Các bạn nên cưa chạm vô phần gỗ ha. Tại vì nếu các bạn không cưa chạy vô cái phần gỗ thì cái mặt của nó sẽ dẫn lên, nó không có nảy mầm. Ở đây nè, mầm nó, cái nhựa từ đây nó chạy lên đây. Lên đây thì nó gặp vấp ngay cái chỗ mà dấp ngay chỗ chúng ta bị cưa vậy nè. Cưa này nó không dẫn mạch tiếp thì nó tức thì nó sẽ bùng một cái chồi non chỗ này. Ra chồi non chỗ này. Tương tự như thế chúng ta xây lại ha. Các bạn lưu ý là hai bên này chúng ta đã cắt đối xứng rồi để mình tạo thành hai cái mầm hai bên đây rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo thành cái mầm hai cái đối xứng là như vậy. Thì các bạn sẽ cưa ngược lại ha. Đây các bạn thấy không? Bên đây thì năm thu cưa bên đây vết. Thì lên trên đây thì mình cưa ngược lại vậy. Ngược đầu này vết. Các bạn cưa đầu này vết nè ha. Các bạn tiếp tục đối xứng qua đây mình cưa thêm vết nữa. Cưa thêm vết nữa như vậy. Rồi. Các bạn thấy không? Nè, đây nè, nó hai đối xứng đây, cặp này đối xứng cặp này.
nó tiêu rồi cha, ở đây đây đúng rồi, nè nó xứng đây, nó xứng đây. À, cứ thế ta chúng ta tiếp tục xây tới xây lui, xây tới tôi đối xứng lên trên luôn, thì sau một thời gian thì cái mai của các bạn nó sẽ nhảy mầm, nó sẽ nhảy như cái mầm đây, nhảy cái mầm nó lên đó. Thì các bạn muốn tiến hành ghép cũng được, không tiến hành gặp như cái mai mà đẹp thì bạn lấy luôn vậy. Thì thế khi cái mai nó lên thì chúng ta dưỡng chúng ta tỉa từ từ chúng ta sẽ rót nhọn ha. Chúng ta lấy một cái trụ làm tâm, ví dụ cái một cái thân trụ chính như thế này làm tâm điểm, và bắt đầu những nhánh nó mọc đối xứng với nhau, đối xứng với nhau xong xuôi bắt đầu các bạn cứ tỉa như năm thu chỉ á, tỉa là dài vào vuốt nhọn nhọn từ lên nhọn nhọn lên thì sẽ thành tầng thâm thôi. Nói chung là trong một cái quá trình tạo thành một cái phôi mai á, thì một cái tầng mai thì chúng ta cứ từ từ, chúng ta không được nóng vội các bạn, bởi vì chúng ta nóng vội cũng không được. Rồi cái mai thì cái tốc độ phát triển của nó thì nó đúng theo chu kỳ đó thôi. Mình muốn nhanh thì các bạn kích thước không nhiều quá thì vô tình chung các bạn sẽ làm cho cái mai của các bạn nó bị ngộ độc về những cái chất là những cái thuốc kích thích đó. Thành ra chúng ta cứ từ từ là cháu nó cũng dừng thôi các bạn ha. Rồi hôm nay thì Nông Thu chỉ chia sẻ lại với các bạn là hai cái kiểu dáng mà là cơ bản nhất để chúng ta mà tạo thành cái mai nó có cái tàng thông, hoặc là cây mai nó có cái tàng thiên nhiên. À, các bạn lưu ý ha, các bạn lưu ý với Nam Phương như vậy thôi. Thì đơn giản như thế thôi, mình cũng không có cái gì mà nhiều. Thì các bạn thì cứ muốn, các bạn nếu mà Nam Phương chia sẻ như thế, có những cái gì mà các bạn không có hiểu á, hoặc các bạn muốn hiểu rõ hơn thì các bạn cứ để là cái comment thì Nam Phương sẽ trả lời. Còn có những cái nào mà Nam Phương không biết thì Nam Phương sẽ đi hỏi những các anh chị cao nhân, hoặc là các bạn nào có kinh nghiệm hơn thì anh Thu sẽ trả lời với các bạn cứ đừng có ngại ha. Đây là các bạn nhớ là đây là mình lấy một cái nhánh mai này mình chỉ mô phỏng thôi nha, chứ khi mà các bạn là muốn tạo tầng thông thì các bạn có thể dùng cho cái thân nó thẳng cũng được, hoặc là thân lắc lượng cũng được. Nói chung là mình làm sao làm mà nhìn cái phun cây của mình mà nó lớn lên, khi phun cây của mình nó vuốt đều từ dưới gốc lên ngọn lên trên thì là ok rồi các bạn ha. Rồi mình còn gì nữa không ta? Khi mà làm clip thì mình cũng muốn nói với cái trả lời tất cả những gì mà các bạn đã hỏi, mà sao tự nhiên giờ hôm nay tôi quên ngang xương rồi trời, cũng không nhớ còn cái gì nữa không ta. Nói chung là chỉ có vậy thôi các bạn, để khi nào Nông Thu nhớ tới đâu thì Nông Thu sẽ làm clip và tiếp tục để chia sẻ với các bạn. Rồi các bạn nhớ ha, khi mà chơi mai thì lúc nào cũng vậy thôi, chúng ta cũng phải là chuẩn bị tinh thần chiến đấu với bọ trĩ với nấm. Hai cái loại đó là cây mai gì nó không có, chứ cây mai vàng thì lúc nào nó cũng có các bạn. Khi mà lá non nó lên rồi á, các bạn phun thuốc dưỡng lá, phun thuốc dưỡng lá non thì các bạn có thể là phun thuốc N3M hay các bạn thuốc Atonic hay là đầu trâu 501, thì loại nào cũng vậy. Các bạn nhớ là mình phun một loại duy nhất thôi, không thể các bạn không cùng một lúc mà phun ba loại thuốc ha. Phun ba loại thuốc kích lá như vậy thì phun nhiều cũng không tốt, làm nóng cái cây á, nó như vậy. Còn cái thuốc mà trừ diệt bọ trĩ á, thì các bạn nên mua nhiều thương hiệu. Cùng một lúc các bạn có thể mà mình dự trữ trong nhà mình là 3-4 cái thương hiệu thuốc diệt bọ trĩ, diệt sâu bọ. Khi mà thuốc thì các bạn nên sử dụng khoảng 1 tháng sử dụng loại này, 1 tháng sử dụng loại kia. Bởi vì thuốc mà trừ sâu á, thì bình thường nó sẽ bị lợn thuốc các bạn. Lợn thuốc á, sâu bọ nó đề kháng với thuốc, nó không chết. Thành ra khi mà chúng ta đảo thuốc thì chúng ta mới diệt được bọ trĩ được. Tại vì bọ trĩ là một cái bệnh rất là nguy hiểm. Nhìn bọ trĩ nó đi ti rồi các bạn, xong rồi nó ăn vô cái lá non đó, làm lá non nó co là cây nó không phát triển, thời gian cây nó chết thôi. Thành ra các bạn có diệt để. Còn hôm vừa rồi thì mình cũng đi một số vườn, mình thấy người ta do diệt bọ trĩ rất là hiệu quả. Mà thuốc á, thì khi mà Nam Thu hỏi thì người ta đó là cái kinh nghiệm các bạn. Nam Thu cũng nói nhỏ với các bạn ha, thì các bạn cũng tự mày mò thôi, mình biết cách nhưng mà cái liều lượng mình không biết. Bởi vì người cùng một lúc người ta trộn hai loại thuốc vô, có khi ba loại thuốc vô, người ta thành một cái hỗn hợp thuốc đặc biệt, người ta phun người ta diệt không có hiệu quả. Còn khi mà phun trộn những cái loại thuốc á, cái thuốc tăng trưởng lá thì chúng ta không nên trộn, nhưng mà thuốc diệt thì sâu bọ với diệt bọ trĩ thì các bạn có thể trộn hai loại thuốc với nhau, hai loại thuốc, ba loại thuốc gì đó, tùy theo cái các bạn nghiên cứu các bạn chọn. Nhưng mà các bạn nhớ ha, thuốc á, thì nó thông thường á, nhiều gặp các bạn á, nhiều bạn thì cứ nhầm lẫn là nhìn cái hiệu nó khác, các bạn tưởng thuốc nó khác nhưng không phải đâu bạn. Các bạn lưu ý, các bạn nhìn vô trong cái thành phần của thuốc, bởi vì có những cái nhãn mác cái thương hiệu nó khác nhau nhưng mà công thức nó giống nhau. Bởi vậy thuốc là thay đổi thuốc, các bạn thay đổi hẳn cái công thức luôn.
hẳn công thức luôn thì các bạn diện mới có hiệu quả. Chứ có nhiều bạn thì nói là ông Năm ổng chia sẻ tôi vậy tôi thay đổi thuốc rồi xong có hiệu quả, tại các bạn không để ý ha. Thương hiệu thuốc cũng có thể là nhiều nhà sản xuất, người ta sản xuất cùng một cái công thức thuốc ra, thì thuốc đó tuy rằng cái tên nó khác, bao bì nó khác, nhưng mà cái giống nhau hết trơn à, y chang với nhau, người ta thay đổi như không, người ta các bạn lưu ý ha, lưu ý cái chuyện đó thì các bạn thành công được. Thì thôi thì đến đây hôm nay thì Năm Thu cũng làm một cái clip ngắn thôi, chia sẻ với các bạn, nhớ đâu thì làm đó, nhớ đâu thì nói đó. Thì khi mà trong cái quá trình làm cái clip chia sẻ mai, Năm Thu vấn đề là mình chỉ là cơ bản thôi à, Năm Thu chỉ chia sẻ vấn đề cơ bản, tại vì nếu mà nâng cao hơn thì Năm Thu cũng không biết. Thôi mình cứ trải nghiệm ha, các bạn cứ học qua lớp cơ bản rồi từ từ các bạn sẽ tìm thầy, các bạn sẽ biết đâu là mình sẽ nâng cao tay nghề mình qua những cái xem cái clip của các thầy dân khác. Thì Năm Thu muốn rằng tất cả chúng ta cùng nhau phát triển trong cái nghề chơi, biết gì Năm Thu chia sẻ nấy. Còn vấn đề mà khi mà từ cách diễn đạt cho đến cách mà Năm Thu chia sẻ về những cái hiệu thuốc á, nó không có chính xác, thì mong rằng Năm Thu cũng nhận được từ cái đóng góp chân tình của các bạn để giúp chúng ta cùng nhau tiến bộ các bạn ha. Trên tinh thần là giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ. Chứ chúng ta không phải là vấn đề lên đây để mà chúng ta phải sân si mà soi mói nhau, các bạn không nên các bạn ha. Bởi vì cuộc sống con người ta phải lúc nào cần có vui vẻ phải không? Cần phải vui vẻ là chúng ta vui vẻ có thể chúng ta trẻ khỏe thêm ha. Thôi đến đây Năm Thu cũng xin nói lời chia tay với các bạn. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết cái clip này. Nếu các bạn thấy cái clip phù hợp thì các bạn nhấn like, nhấn chuông. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất các bạn ha. Bye bye.